chúng ta giữ chuột phải các bạn, giữ chuột phải để cho nó đi lên đi xuống theo ý chúng ta. Wow, bình minh khá là đẹp luôn, ghê thiệt. Thôi vô vấn đề chính đi, đi xuống. Ok và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã đến với thế giới trên cây Freeland. Ok thì hôm nay là tập thứ mấy rồi, thứ ba thì phải đúng không? Rồi gì đây? Đây là mình nè các bạn. Thì nếu như xem xong video này, bạn nào thấy video này hay, hãy để lại một like, share video này và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn ha. Thì hôm nay là ngày thứ tư mình đăng nhập rồi. Hôm qua có đăng nhập mình không có quay video các bạn. Đây tôi nhập vô. Wow, hôm nay rất là may mắn luôn, mình đang vào game vào cái thời gian là buổi sáng à. Buổi sáng hay buổi chiều ta? Mình không biết nữa. Ok thì mình sẽ leo lên cái nhà mình. Mình cũng chưa có dự tính gì cho cái video này để làm cái gì hết ha, tại mình cũng mới vừa tìm hiểu thôi. Cái này là gì đây? Apple Harvester ha. Cái này nó sẽ giúp các bạn 0.13 gold một giây ha. Cho nên mình sẽ xem coi có không để mình xây tiếp các bạn. Đâu rồi? Apple Harvester nè. Play. Không có. Nó chỉ cho mình xây một cái thôi. Vậy mình có gì đây? Grow. Grow để trồng cây hả? Còn này là gì? Blueberry Harvester. Ok, mình có một cái sẵn rồi nè. Fly nó đi. Để đây hả? Đúng rồi, tại chỗ này nó không có cái đồ để mình màu xanh xanh để mình đặt vô ha. Đây. Này là gì đây? Blueberry. Blueberry là cái trái mà nó giống như cái gì mình quên mất tiêu rồi. Ui. What the hell? Tại sao vậy? Sao cái cây này nó lại rớt xuống? Đâu rớt xuống vậy? Holy shit, tự nhiên nó rớt nó chắn ngang nữa các bạn ơi. Thiệt tình. Ok thì bây giờ mình xem còn mình có cái máy nào nữa không. Mình có hai máy rồi nè, một cái máy Blueberry, một cái máy Apple thì tiền nó đã tăng lên rồi. Wow, cái máy bên này tới 0.2 luôn, bên đây có 0.13 thôi. Mình còn máy gì nữa không ta? Orange Harvester. À, wow, bây giờ mình mới biết luôn á là khi các bạn vào game các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được những cái máy này ha. Ok, nó ghi là bạn hãy nhặt và bán 30 trái cam, bạn sẽ nhận được một cái Harvester Orange ha. Mình mới có 6 thôi. Mình sẽ đi làm nhiệm vụ này ha. Đây, location found. Wow, mình mới biết là cái game này mình có thể làm nhiệm vụ luôn các bạn. Khá là thú vị ha. Chứ tưởng như Lumber Tycoon là vô là chỉ việc đi đúng gỗ rồi xong đem bán thôi. Hiện tại mình đang xài cái xe này ha, cái xe này cái xe buggy. Thì xe này mình đã nâng cấp lên mát rồi. Nên mà không chạy nhanh lắm ha, thì mình đang lấy tiền mình mua cái xe tải các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi theo cái chỉ dẫn này để tới chỗ cây cam ha các bạn. Mình cần thu hoạch 30 trái cam. What the hell? Tự nhiên mình đi lại tìm trái cam, giờ mình lại thấy trái chuối các bạn. Ghê vậy. Đây là cái chuối nè, không biết cái chuối này nằm ở đâu ta. Hái được không? Ôi không tới rồi. Cái này nó cao quá. Thôi chúng ta đi lại cái hướng kia, chúng ta lấy cái trái cam mà các bạn ha. Sao mình đi theo đường nó mà nó không tới, mà nó chỉ mình tới cái chỗ trái chuối ta. Đây nè, nó chỉ cái đường vô đây nè, mà tối hù mà mình không thấy gì trong đây hết. Đây. Holy shit. Quỷ thiệt tình. Ok, đây là trái cam. Rồi. Ở đây có một cái thùng không nhỉ? Để mình xem có cái thùng để mình gom trái lại không các bạn ơi. Tối quá không thấy gì hết. Như trên đây có cái thùng nè. Phải có cái thùng để mình cầm bay chứ. Cái thùng ơi, where are you? Đây, nó ở đây. Ok, mình sẽ hái ở đây ha. Nãy mình là 38/30 đúng không? Mình sẽ hái 22 trái nữa. Một trái không biết bao nhiêu nữa. Để mình hái 10 trái, mình quăng xuống cái xe coi nó để tốn bao nhiêu trọng lượng ha. Tại cái xe mình nâng mát, chứa được có
150 thôi. Rồi bao nhiêu trái rồi? 10 trái rồi, mình sẽ thử click nè, combine nè. Đấy, cái hiệu ứng game này rất là đẹp luôn. Phải công nhận một điều nha, không phải mình nói nhiều đâu mà nó rất là đẹp luôn á. Chúng ta lại gặp trái cam thương yêu chúng ta rồi. Khá là to. Pick up nè. Rồi chúng ta đi xuống với cái xe yêu dấu chúng ta. Đâu rồi? Lọt xuống, ây chà. Quăng lên 100, à một trái là 10 nha các bạn. Một trái là 10. Ok, mình sẽ tranh thủ mình kiếm thêm vài trái nữa. 5 trái nữa chứ nhiều. Ê, quăng vô đây đi. Ok. Ồ, rớt luôn. Ê, lăn 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 lăn, homie. Ê, chạy cam của tôi, chạy cam của tôi. Ok. Chỉ quăng được phía đằng sau này thôi. Một trái nè. Hai trái. Ô, có vẻ không ổn các bạn ơi. Đấy. Thôi ok. Biết vậy mình, mỗi lần mình đi mình sẽ gom 15 trái ha các bạn ha. Tại xe mình chứa được là... Kìa, nó lăn đi rồi kìa. Xe mình chứa được là 150, thì một trái là 10 thôi. Mình chứa được 15 trái một lần đi thôi. Hiện tại mình đang có 11 trái. Với lại... 8 trái kia là 19 trái. Mình sẽ đi lần này về bán thêm một lần nữa ha. Để mình sẽ nhận được cái phần thưởng là một cái thu hoạch Harvester Orange. Giờ chúng ta đi về thôi. Ok. Mình sẽ về mình bán cho ông chủ cửa hàng trái cây. Đấy. Đâu trái cam to đùng của mình đâu. Nó cứ dính vô cái này leo lên cái xe hoài luôn á. Ok, ôi trời, thấy chưa nữa. Đó, trái cam to đùng. Thì như các bạn thấy ở đây nè, mình có những cái trái cây trên đây đúng không? Với lại những cái cục pha lê này. Thì hôm bữa mình có lên mạng mình xem cái đường đi vào cái hang động để mình lấy pha lê rồi, nhưng mà mình không lấy được nha. Mình nghĩ là cái này chỉ là sự kiện thôi. Mình không lấy được những cái pha lê này để mình đem bán nha các bạn. 11 trái cam. 66 silver, ok. Cái kia 8 với cái này 11 là 19 rồi. Ok, mình cần 11 cái nữa. 11 trái cam nữa. Ô, mình sẽ lên lầu coi có gì trên đây. Đấy, đây, đây. Thanh niên này là như là để trao đổi cái gì đúng không? Thử xem. Tre fruit nè. Apple are to durian as you are to me. Come back when you are more advanced experience. Tức là nó sẽ đổi táo với lại durian là cái gì nhỉ? À, chứ sầu riêng, đúng rồi. Mình sẽ đem táo mình quăng vô đây đúng không? Ok, test thử luôn nha các bạn. Táo thì dễ rồi. Đây nè, táo đây thiếu gì? Ô, hộp quà. Thì các bạn nhớ nhặt hộp quà đây nha. Khá là chết đấy. Để mình quăng vô đây đi. Mình đang thu hoạch, mình đang cần làm cái nhiệm vụ táo đúng không? Sẵn tiện mình sẽ kiếm những cái táo đây luôn. Nho nè. Blackberry. Wow, rất là nhiều cái trái cây luôn. Thì nói chung là những cái trái cây mà không phải trái táo mình sẽ quăng vô đây. Để mình bán mình kiếm tiền ha. Như thế này. Ok, thì coi như là hết hai hộp quà rồi. Có những thanh niên kia cũng đang nhặt những cái pha lê kìa các bạn. Ok, đây mình có 4 quả táo. Mình sẽ combine nó lại để mình đem lên cho cái thằng ở trên lầu trên ha. Xem có đổi được cái quả sầu riêng hay không. Thêm một cái nữa là mình nhặt các bạn. Ủa, chứ táo cũng bự quá ta. Hồi nãy mình nhặt cái này nè. Ha, mình nhặt cái mấy cái hộp quà ở trong cái đó đó. Mình có những cái trái cây nè. Dưa hấu, chuối, rồi có một cái viên thủy tinh luôn. Thủy tinh xanh các bạn. Pha lê xanh ha. Mình sẽ bán coi cái đống này được bao nhiêu tiền. Đây, đang tính tiền nè. Một chuối thì 6 tiền. Một kiwi 5 tiền. Wow, một cái thì pha lê xanh thì xanh lá cây á, thì 25 tiền.
25 bạc á. Wow, dưa hấu 40 bạc. Cái gì? Chị tính tới hiện tại là dưa hấu là đang nhiều tiền nhất. À, cái gì bự cái đó nhiều tiền các bạn ha. Rồi mình sẽ đi bưng cái chai táo này đem lên cho cái thanh niên kia. Ủa sao mấy đứa này lại có pha lê ta? Không biết tụi này cấp cao hay là nhiều làm nhiệm vụ các bạn, để mình xem có cái nhiệm vụ nào mà để lấy pha lê hay không ha. Đây quăng vô. Cho cho táo nè. Apple to durian. What the shit? Cái gì vậy? Đây nè. Cái táo của chú nè. Tre. Come back when you À, có thể là mình chưa đủ kinh nghiệm các bạn. Cũng chả biết nữa. Pick up. Thôi tao không bán cho mày chứ, không có đổi cho mày trái táo ở đâu. Tao xuống tao bán tao kiếm tiền đây. Ok, khá là vui. Khá là nhiều tiền luôn. Vậy bây giờ mình sẽ tập trung mình đi kiếm cái dưa hấu nằm ở đâu nha các bạn. Chà, bản đồ rộng quá, không biết dưa hấu nằm đâu nữa. Bán được bao nhiêu tiền đây? Ủa bán chưa? Ồ bán rồi. Cái này coming soon. Ấy ấy ấy. Ghi glider shot into the sky. Cái này có thể giúp bạn bay lên bầu trời nè. 150 Robux. Có nên mua không ta? Thôi mua đi ha. Mình sẽ đi bay một vòng để mình xem coi cái trái dưa hấu nằm đâu. Mua mua mua. Quê. Lắc à. Bi vậy. Lít rồi nè, sao nó không vô? Ok, có lẽ lắc rồi. Mình sẽ quay trở về nhà mình reset lại xem. Ôi trời mưa luôn. Nè, bây giờ nó mới hiện nè các bạn. Holy shit, này nó lắc hay sao ấy. Buy game pass you 150 mua. Ok, bạn đã có một cái dù lượng rồi là số 1 nè. Gold là 80. Bây giờ mình có hai cái harvester rồi, cho nên nó rất là nhiều. Tiền lên rất là nhanh. Mình sẽ cố gắng mình làm ra những cái nhiệm vụ khác để mình lấy thêm nhiều cái harvester đó ha, cho cái goal mình nó tăng lên. Các bạn mà mới chơi game này á, thì cứ vào như mình á, bấm vào cái phần này nè, xem những cái ô khóa này nè, nó kêu mình làm nhiệm vụ như thế nào á, thì mình sẽ đi thu hoạch những cái trái đó ha, để mình mở được những cái harvester này. Đây còn mấy cái này thì mua thôi các bạn, mấy cái này thì mua bằng bạc thôi ha. Đấy có nhà luôn nè. Ok, mình sẽ thử cái dù lượng đi. Mình đi kiếm coi dưa hấu ở đâu ha. Bây giờ trời đang sáng rồi, trời mưa mà sáng rồi. Số 1. Click đi bay. Ôi chết. Nhảy để dừng bay. À. Ủa cái này làm sao mình bay lên ta? Từ từ. À. Ok, hiểu rồi, hiểu rồi. Ê. Ngồi ngã sắp mặt luôn. Holy shit. Bay lên nào. Chúng ta dùng chuột phải chúng ta chỉ lên trời nha các bạn. À, đã quá, quá sướng luôn. Zoom gần lại. Ok. Tắt số 1 xuống nào. Rồi chúng ta đang ở trên đỉnh của thế giới. Ồ nhầm. Trên đỉnh ngọn núi. Và chúng ta không thấy cái gì ở đây hết. Ủa bên kia là cái gì vậy? Đấy thấy các bạn thấy một cái mũi tên của mình chỉ không? Cái gì vậy? À khinh khí cầu. Trong đây có một cái khinh khí cầu nha các bạn. Chúng ta phải bỏ tiền cho ta mua đó. Trực thăng chứ. Đúng rồi, trực thăng. À quên ha, chúng ta cần phải đi tìm trái cam. Đúng rồi, trái cam. Quên. Đây đây, sẵn tiện chúng ta đi kiếm trái cam luôn ha. Rồi mình sẽ đi thu hoạch trái cam. Ok, đủ chưa? Đủ 11 trái chưa? Quên sao, 7, 8, 9, 10, 11. Alright, cầm bay nó lại. Nãy mình quên đó, tự nhiên mình lo mình bay bay lên mình kiếm cái trái dưa hấu cái mình quên là mình còn nhiệm vụ là 11 trái cam ha. Rồi giờ mình đã đủ 11 trái cam rồi, mình đem về mình lấy cái máy Harvester Orange các bạn ha. Pick up. Rồi đi về thôi. Mà không biết ở đây mình bay được không nhỉ? Từ từ. Từ từ nghe, từ từ nghe, đi nhảy xuống này đã. Hay. Sướng luôn. Ok, chúng ta sẽ bay về trong cái trạng thái như thế này. Darkness, something to hold on. Find
chúng ta giữ chuột phải các bạn, giữ chuột phải để cho nó đi lên đi xuống theo ý chúng ta. Wow, bình minh khá là đẹp luôn, ghê thiệt. Thôi vô vấn đề chính đi, đi xuống đấy, đi xuống đi xuống đi xuống ấy chặt. Ok, trời ơi, trực thăng cơ, ghê quá ta. Đấy, cất cái dù lượng nha, quăng cái trái này vô, chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng là cái kia. Rồi cho em bán anh ơi, tính toán đi. Rồi 66 silver. Yes. Cái ok, cái vụ lượng này khá là vui các bạn. Rồi mình sẽ reset về cái căn cứ của mình ha. Để mình đặt cái kia vô ấy mà. Nhảy qua cái cây trước mắt quá. Tự nhiên đâu rớt xuống trời. Bó tay. Đây. Cái hai vật đâu rồi? Đây hai vật đây. Ok, play. Yeah. Đấy, đặt xuống kế bên một cái blueberry luôn. Ten 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 ten. Ok, thì có lẽ video đó cũng đã dài ha. Mình sẽ dừng video tại đây. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp cái series này, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.